Em mẹ nói nè, con phải nghe ô tô sẵn nói nha. Tại vì ô tô sẵn là ô tô nào, ô tô sẵn biết rất là nhiều điều không biết không? Thôi bây giờ như vậy nè, mình giỡn cái mắt. Tiên xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Tiên Family, cuộc sống với nhật của gia đình Tiên nha. Tiên vừa mới đi siêu thị về nè, bữa nay thì Tiên không có giờ làm. Bây giờ dọn dẹp cái này xong thì Tiên sẽ vào làm cơm. Bây giờ Tiên sẽ nấu cơm chiều. Cái này là gà hôm qua Tiên ăn còn á. Bữa nay Tiên sẽ lấy gà này để mà nấu hủ tiếu gà. Cái cây đỏ này kia Tiên cũng có là cây đỏ với lại một cây trắng thì Tiên sẽ để vào đây. Bò viên của Tiên cũng còn nữa nè. Tại hôm qua còn gỏi nữa đó. Tiên dạng như lắm làm kiểu như hủ tiếu gỏi gà vậy đó. Tiên sẽ nấu. Còn cái phần gà xương này á, đùi á, Tiên cũng hâm lại nè. Chả đông chứ, rồi Tiên cũng để vô nấu luôn. Này thì chủ yếu là Tiên nấu cho ra cái nước ngọt thôi. Thịt gà này thì Tiên không ăn, hay vào đó Tiên sẽ ăn cái phần thịt gà này. Ninh ra nước ngọt là nó sẽ bị bở gà. Sẽ cho nước sôi vô luôn. Lần này Tiên nấu sao mà lạ quá. Thường gà quay thế này là Tiên sẽ không có lấy xương để mà nấu đâu, chỉ ăn vậy là thôi à. Cái này làm lạ ăn tí, hy vọng là sẽ ngon. Có cây đỏ với lại hành tây rồi củ cải trắng thì cũng để vô rồi. Tiên để thêm hành dài nữa nè. Hành này tiếng Việt gọi là hành baro phải không ta? Tiên không có nhớ cái tên nữa. Bên đây Tiên gọi là hành dài, Tiên để vô luôn. Xong Tiên sẽ ninh trong vòng 10 phút để cái xương ra ngọt. 10 phút thôi, Tiên nghĩ 10 phút là được rồi. Đi, đi. Chị đòi lại mở cửa, chị hay ăn mở cửa xong rồi chị la. Ai. Mở cửa nhỏ xong là chạy thẳng đi cửa lớn để mà mở ra hả? Hai con lên xe mà dẫn về. Chuẩn bị đi anh Văn. Chị Hai An chuẩn bị đi học anh Văn. Nào đợi chị Hai An nè, chị Hai An đang khóa cửa lại. Mang con nha. Ồ, dễ thương ta. Chết cà chê. Rồi hai đi về hai. Bây giờ là Tiên với Bena đang ngồi đây để mà đợi chị Hai An học anh Văn. Bữa nay có buổi phát biểu học yoga, là buổi phát biểu ngồi chờ luôn. Đang học anh Văn thì cũng tầm chừng khoảng chừng 50 phút thôi. Bữa nay thì trước đó 20 phút sẽ có buổi thuyết trình. Ừ, đang giỡn lung tùm chóng chứ. Thì với bên nào bữa nay ngồi đợi luôn nè. Anh Văn của Ben học phải là một tuần một buổi, giá là đâu một măng mấy, gần hai măng á, cũng là cỡ hai triệu mấy thì Việt Nam mình. Tuần chỉ có một buổi, ăn buổi thì 50 phút. Nè. Đi học về xong mấy đứa nhỏ đói bụng nên Tiên cho ăn trước hết trơn rồi. Bây giờ Tiên vào đây để mà múc hủ tiếu ra cho ông Tiên ăn.
Rồi nước dùng của Tiên hôm nay, nước ngọt chủ yếu là từ xương gà này kia thôi. Nêm nếm thì Tiên chỉ để cái bịch hủ huyết Nam Vang là xong mà, chứ Tiên cũng không có nêm cái gì thêm hết trơn á. Tiên hy vọng là chồng Tiên ăn ngon miệng nha. Đây mẹ làm cơm nữa cho Na nha. Rồi cái tô của Na đâu? Mẹ ơi. Nó còn đeo cho cô hai chút thế không? Nhiều khi mắc cười lắm. Đang quay cái nói quá chừng nói luôn. Nhìn lại camera nó đen thui. Thì thỉnh thoảng là Tiên với chồng Tiên cũng hay nhìn camera có nó còn hay không. Quay hồi cái bút cuộc không có cái gì hết trơn. Bé cái gì mà đi vòng vòng quay với con. Ngồi xuống ăn ăn cơm. Không phải. Nói chị bình tĩnh lại. Không phải cái nút cha đúng. À. Đèn chung. Đèn ra đây tuần ghép. Dạ. Nè, tôi sẽ mua 2 ba vô sữa. Vô nữa hả? Dạ yeah, mẹ nè. Mắt cháu có sợ mua. Đây em mời nè. Mẹ. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi. 1, 2, 3, vô. Nè vô không? Vô sợ mua mẹ. Nè vô không? Vô. Vô sợ mua mẹ. Ok. Rồi, chúng ta đặt cái mắt. Ba cô chú cũng ăn chung với gia đình Tiên nha. Nhà Tiên nấu hủ tiếu. Hủ tiếu gà. Bữa nay Tiên có kinh nghiệm rồi. Tiên nấu hủ tiếu không có đúng như cái hướng dẫn 700 phút nữa. Mà Tiên nấu thấp hơn. Đây nó dài à. Gà cũng qua. Tiên mất xin giờ này đi xíu. Chị nói gì con? Ấy là tôi lẹ. Tôi cha người ta nói. Không ngon. Cảm ơn. Ôi ngon. Nước ngọt cay luôn. Ano hone. Hori niku no hone. Nita. Là cái shiru ama. Tiếng Ano curry. Nước có tiền ngọt quá trình luôn vừa ăn. Để cái bạch hủ tiếu Nam Vang có nhiều ra. Chỉ lại tí xíu hạt nêm mà. Mà ngon quá chừng. Đồ ổn mềm. Dạ bà ra cái. Hủ tiếu dừa luôn. Ngon quá con. Ăn tí xíu hả? À con sức thử hả? Kìa cho kìa đồ. Ngon lắm. Con ơi, hỏi hỏi đi. Miếng hay? Ừm, tí xíu. Ờ, đúng rồi, tí xíu thôi. Mẹ. Hả? Ừm, tí xíu. Ừ.
Con kêu Di Hai ăn chưa? Cầm. Để ăn. Nè kêu con ăn vô. Ừ, Di Hai ăn đang ăn mà con. Di Hai ăn đang ăn. Ướt súp hả? Con súp. Để Tiên kể chuyện ba hồi sáng cho bà cô chú nghe nha. Cậu này chỉ lớn rồi, biết lý do lý trấu rồi nói láo nói xạo mẹ này kia. Số là hồi sáng này á, Tiên kêu chỉ dẹp cái đầu dớn. Thảo nay chỉ chưa có dẹp xong mà chỉ nói Tiên là chỉ dẹp xong rồi. Khi Tiên mới vô xếp buồn mệt á, thì thấy cái đôi giớ gọi nguyên à. Tiên la chỉ, mà la lớn lắm nha. Tại vì Tiên muốn cho chỉ biết là cái việc nói láo là mẹ sẽ nổi giận rất là nhiều, nổi giận hơn bình thường luôn. Xong cái khóc la ầm sùm hết trơn. Tới cái lúc mà đi đón chỉ á, Tiên mới nói là con có biết lý do tại sao mà hồi sáng mẹ la con nhiều vậy không? Cái Tiên mới giải thích, nói là nói láo là xấu rồi này kia gì đó, nói tùm lum chân vậy đó. Không biết giờ chỉ còn nhớ hay không nữa. Để Tiên hỏi chị thử nha. Với lại Tiên cũng kể chuyện này cho chồng Tiên nghe luôn. Coi chồng Tiên có suy nghĩ hay là cách chỉ dạy gì không? Bên này. Lúc nãy á, hồi trưa mẹ nói với con á là lúc hồi sáng mẹ nổi giận cái vụ mà con nói láo con nhớ không, cái đầu xí bớ con xong rồi hả? Bây giờ mẹ hỏi Ben lại nha, Ben biết tại sao mà mẹ nổi giận với Ben không? Là tại sao Ben nói tại sao mà Ben nói tại sao mà Ben nói láo mẹ lại nổi giận nha, mẹ nói Ben yêu sồ mẹ lại nổi giận nha. Đâu nói cho mẹ nghe vô tô xanh nha. Xin vô đúng rồi. Làm sao mà ưa sầu xin vô là sao? Nói cho tô xanh nghe thử đây. Nhớ mẹ sẽ vô đi. Ông đi đừng thầm tốt xin nhật. Kinh nát số con này sẽ vô đi. Cái mẹ hỏi nha. Khi mà bé em nói láo ưa sầu á, thì cái xin vô của bé sẽ như thế nào? Ai stay được? Mẹ không có stay được với em. Bé xin vô stay được đúng không? Khi mà bé nói láo nhiều lần thì sẽ như thế nào? Xin vô stay được だからお母さんちょっと心配だったね。怒ったね。でも保育士さんが来よ。Nói cho tôi sang tí nha. Không, mẹ không có nói ví dụ kia. Mẹ không có nói ví dụ cái vớ. Mà mẹ nói ví dụ xin vô á. Coi tôi sang suy nghĩ thế nào ha. Tôi Mariko教えたのは信用信用こと信用何に分かるって聞いて信用は何に言ったら嘘言ったら、マリコが信用してる。信用できなくなる。で、信用という意味は、マリコ何を言うときは、みんなが信じてる。どんぐらい？やっぱりマリコ本当のことを言ってるんだなって、みんな信用できる、信じてくれる。で、嘘を言ったら、自分の信用を捨てるみたいになって、で、毎回嘘を言って、で、信用を捨てるということでね、だから信用がだんだんなくなって、
もう内になったら何言ってもみんながあれこの子は本当言ってるのか信じできないね信用がないねって思っちゃうからだから嘘言っちゃいけないねえねえお顔見えめなほんめんあ聞いてるお父さんどう思う、まあ、その通りだから信じてもらえなくなるだから父さんにはないでしょ、うん、nhưng mà con thấy là em phải nói nè con phải nghe tô sẵn nói nha tại vì tô sẵn là ô tô nam ô tô sẵn biết rất là nhiều việc đúng không またやるな先生、ま、なんでまたやるんですか、うん、さっきの声やめてください、うん、声さっきのエビのあれあお父さん、息子かやなべ、いやむせる、でむせるのうわあー、おいしい、ちゃん集中ができたかったおよっふんバンドー、早いどうさん、はい、うん。ハッピーバースデー、ニューイヤー。片付けてないよ。やべえ、どうさん、キューキャ。Nên em sao hả? Bây giờ cái nhà gì làm sao đây chàng ơi? Em bây giờ là mẹ lấy cái đồ hút bụi ra mẹ hút là bỏ mấy cái này hết trơn nha. Nếu mà bên không dọn dẹp là mẹ sẽ hút bụi để vào thùng rác á. Con. Dạ, bây giờ mấy con đi đừng có quay vòng vòng nữa chóng mặt rồi ơi nè ơi hồi nãy giờ hồi nãy giờ chị đứng đó chứ chị quay vòng 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 bây giờ say sắm không thì nói chuyện mà đi mất cười chị quay vòng vòng hồi nãy giờ chị say sắm không mày chị đi chơi quay cả đuổi đuổi kìa rồi em cái em thì bị la nói đem dụng cái đi thùng rác đem dẹp không mẹ bây giờ ha dẹp đi không thôi là tí mình lấy máu bụi vậy đó bây giờ dẹp xong mình đi tắm nè mình con dẹp đi hai 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 mẹ con mình dẹp ha thôi tàn rồi chứ bên này quay say sẩm mặt mày ê nhỏ kia cô gì ơi ゴミ修理始めますゴミこれはゴミゴミ tiếng Việt là ゴ
rác, thùng rác, ok. Ok, được đó, được đó. Mẹ thấy con làm gì được đó. Tiên đang quay, Tiên đứng gần cái camera mà lỡ có nói chuyện lớn tiếng mà không cảm, mà cô chú thông cảm nha. Giọng Tiên vui quá là nói lớn âm trầm lắm. Giọng Tiên thanh thoát. Em bị thanh vô. À, cho Nang ngồi đi tí xíu đi con. Rồi bây giờ Nang là người đi hút rác nha. Hút rác phụ với hai nha. Nhẹ nguy hiểm đi. Nguy hiểm. Ừ, nguy hiểm, nhẹ nhẹ thôi con. À, mẹ Nang đâu có bấm đâu. Con đẩy gì là vui lắm á, nhưng mà đẩy nhẹ tí là mẹ không đẩy được rồi. Mạnh quá, nguy hiểm quá. Nha, yeah, mạnh quá là nguy hiểm nghe mẹ nói. Mẹ này đi xuống đi. Mẹ không làm con ghét. Gì hả? Con để yên với mẹ Nam mới xuống được con. Đứng yên. Ừ, Na đang đi xuống đó, con đứng yên. Đừng có cử động nha, cử động Na té. Ok, ok. Bên ơi, con nghe mẹ nói, bé Na muốn để cái miếng đó vào cái thùng rác cái xe của con á, con đi xuống, con mở ra cho bé Na để vào nha. Ừ, đúng rồi Na. Ok, giỏi. Chưa, bé Na. Bé, con gần mới đi ra khỏi đó. Đau tay chị Hay con, chị Hay chưa làm xong. Ngồi chơi tí đi con, rồi mình để vô thùng rác tí nữa. Thôi bây giờ như vậy nè. Giỡn cái mặt.